Jin Tuấn Kiệt và Puka khi nào đám cưới sau màn cầu hôn khiến Vbiz như chảy hội. Nhân dịp sinh nhật ở tuổi 29 vào tối ngày 6 tháng 9, Jin Tuấn Kiệt đã làm cho cư dân mạng được một phen dậy sóng khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Puka. Nam ca sĩ ẵm bạn gái trên tay và gọi Puka là món quà sinh nhật lớn nhất của mình. Lúc đó, Puka cũng không quên flex chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út. Như vậy, sau thời gian dài giấu kín chuyện tình cảm sau 4 năm yêu đương, Jin, Pu đã chính thức thông báo cả hai chuẩn bị về chung một nhà. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì cặp đôi đã lên kế hoạch cho ngày cưới của mình vào tháng 11 năm nay. Nhiều người dự đoán đám cưới của cặp đôi sẽ được tổ chức hoành tráng với sự tham gia đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng. Được biết, Puka và Jin Tuấn Kiệt được khán giả đẩy thuyền khá là nhiệt tình. Bởi vì cả hai luôn vô tình để lộ hình hẹn hò như mặc đồ đôi, check-in cùng địa điểm du lịch. Bên cạnh đó, danh hài Trường Giang, Khả Như, Lê Dương Bảo Lâm cũng tích cực mai mối cho cặp đôi. Thế nhưng Jin Bu vẫn lảng tránh trước những nghi ngờ của mọi người. Đến khi đám cưới giả của cả hai tại Hành Trình Rực Rỡ được diễn ra cùng với việc úp mở của Jin Tuấn Kiệt thì người hâm mộ mới chắc chắn rằng việc cả hai thật sự về chung một nhà là có thật. Trong bài đăng của Jin Tuấn Kiệt thì thuyền Jin Bu đã cập bến.